một cái không gian rất là xanh anh chị ha, thật sự là rất là mát mẻ luôn. Bảo Điền Bất Động Sản xin mến chào quý anh chị khách hàng mình nha. Em là Điền đây, hiện tại em Điền đang có mặt ở tại biển Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Và em Điền đang ở đây là ở ngay cái dự án Santori Hồ Tràm, ở nằm ngay ngã tư Hồ Tràm luôn anh chị. Cái dự án này là dự án mà cũng có cái tuổi đời cũng lâu rồi anh chị ha, khoảng hơn chục năm rồi. Và nó chia ra thành 3 giai đoạn đó. Thì cái vị trí em Điền đang đứng đây là cái giai đoạn thứ 3 đang làm anh chị ha. Đó, anh gia chủ thì cũng đang kẹt tiền làm ăn thua lỗ, nên là cũng có liên hệ em Điền để gửi bán một cái villa trong cái dự án resort này anh chị ha. Thì cái resort, cái dự án của anh thì mới nhận cách đây khoảng hơn một năm thôi, vào tháng 7 ha, tháng 7 năm 2023. Thì cái villa này cũng rất là mới ha. Địa chỉ cái villa này thì có villa số 94 anh chị ha, một cái villa nghỉ dưỡng cho thuê, đưa vào hoạt động kinh doanh rất là tốt. Thì anh gia chủ mình thì cũng đang có chia sẻ với em Điền rằng là cái villa này đã hoạt động, nhận villa này là tháng 7 ha, và đưa vào hoạt động là tháng 8 ha. Thì từ tháng 8 đó đưa vào hoạt động và khai thác là đã thu, tới bây giờ đã thu lợi nhuận hơn 1 tỷ rồi anh chị ha. Một con số rất là tốt luôn anh chị ha. Rồi, nãy giờ em Điền cũng nói chuyện sơ về cái resort mình ha. Nay em Điền sẽ quay chi tiết cái bất sản ha, một villa, một trệt, một lầu ha. Thì hiện tại bất sản mình thì đang có diện tích là ngang 8 sâu 36, có tổng diện tích là 288 m². Thì bất sản mình tất nhiên là nằm cái khu mà gần biển ha. Nói chung là ra hướng đầu này là ra biển đây nè, anh chị có thể thấy nè. Đó là biển ngoài đó rồi. Thì cái bất sản này ở dưới Hồ Tràm nha, mà nằm gần biển, đa số là đất thương mại dịch vụ hoặc là đất an ninh hoặc là đất của nhà nước hết anh chị ha. Thì bất sản mình thì cũng không ngoại lệ, bất sản mình là đang quy hoạch là thương mại dịch vụ, đất thương mại dịch vụ. Thì cái dự án của cái resort này đã được huyện phê duyệt là quy hoạch chi tiết 1/500 và chuyên để nghỉ dưỡng kinh doanh ha, dịch vụ kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng đó. Nói chung là về vấn đề là thương mại dịch vụ đó. Thì đây hồi nãy em đi từ đây vào ha, và cái hướng này là ra ngoài đường ven biển đó. Và bây giờ em sẽ đi vào trong review chi tiết cái bất động sản này cho cô chú chị mình nha. Đó. Thì bất động sản mình ở ngoài đường đi vào ấy thì mình sẽ gặp ngay cái chỗ đổ xe cho mình anh chị ha. Đó. Nói chung là cái căn bất động sản này, thì căn villa này thì hiện tại là đang hoạt động kinh doanh cho thuê rất là tốt anh chị, dường như là kín lịch luôn. Thì tranh thủ lắm em Điền mới có được cái ngày trống để mà em quay review để gửi tới cô chú chị mình ha. Đây, từ bên giáp bên này ha, căn villa của mình là căn số 94. Đó, giáp bên này qua ngay mép này ha, là 8 m, và sâu vào trong là 36 m ha. Thường những cái bất động sản ở Đức nền bình thường đó thì cái view của mình là view hướng ra đường, nhưng mà những bất động sản nghỉ dưỡng trong này đa số là view hướng về đằng sau ha, nó sẽ không làm nổi bật về cái phần đằng trước đường cho lắm ha. Thì cái tổng diện tích xây dựng sàn của mình là tổng diện tích là 208,4 m² ha. Đó, diện tích đó là diện tích xây dựng anh chị nha. Đó. Mình đi vào thì đây bên hông xe đi, bên sau đít xe đi vô thì bên cái đường luồng bên hông đi ha, để lui phía sau, và đây là để mình cửa chính mình đi vào ha. Đó. Cái này thì được gọi là cửa sau thôi, cũng không phải là được cửa chính nữa. Đó, cửa này ngoài là ngoài mặt tiền đi vô thôi, nhưng mà đây là thực cửa sau anh chị. Đó. Thì cái phong cách xây dựng của mình thì rất là hiện đại. Nói chung là em Điền cũng có nói rồi đó, thì mới nhận cái căn này khoảng hơn một năm trước thôi anh chị, tháng 7 vào tháng 7 anh chị ha. Đây là phòng toilet anh chị ha. Đó. Có đầy đủ mọi thiết bị ha, công năng đầy đủ luôn anh chị. Đó. Mới bàn giao khoảng một năm hơn đây thôi, nên là về cái nội thất, về cái
thiết kế này kia còn rất là mới đó. Cái chỗ này thì nói chung là cái căn phòng mình là có tổng là 4 phòng ngủ chứ không phải là 3 nữa. Nói chung là 3 phòng ngủ chính thức, còn một phòng ngủ là phòng ngủ phụ nè ha. Đó. Sức chứa của cái căn villa này lên tới khoảng là 12 người lớn đó chị. Đây vào đây thì mình đập vào mắt mình sẽ là cái không gian bếp anh chị. Không gian này nấu nướng này và có cái máy hút mùi ra luôn ha. Đó. Và chỗ kia thì mình có thể để đồ nấu rửa chén rồi kia đó, nấu xong để chén ở này. Bên là tủ lạnh và bên này là cái lò nướng ha, lò nướng vi sóng. Và đây thì cái đường không gian mở mình nhìn ra bên ngoài ha, bên bên hông đó, bên hông cửa. Thì ở ngoài này thì có những trang thiết bị hệ thống điện với lại cục nóng máy lạnh ở nằm ngoài đây hết hết anh chị ha. Và tiếp tới đây là bàn ăn. Đây bàn ăn nằm sẽ nằm đây ha. Cửa này có thể mở ra mở vô được ha, để cái không khí của mình được thoáng mát. Nói chung là phong cách xây dựng thì không gian mở anh chị ha. Đó. Mấy cửa này thì cửa thiết kế cũng rất là hiện đại, cửa rất là đẹp luôn anh chị. Nhìn rất là sang trọng. Nói chung là gia chủ mình nhận cái căn villa này không là hết khoảng đâu đó là 16 tỷ rồi. Nhưng mà chưa kể là anh đập tiền vô nội thất nữa chị nha. Đó thì lên đến khoảng là đâu đó là hơn hơn 17 tỷ à. Nhưng mà bây giờ anh đang kẹt nha. Nói chung là đang kẹt mới bán thôi. Thực sự là bất động sản trong này không giống những bất động sản ở phía bên ngoài ha, đất nền bức dân phía bên ngoài ha. Đó, nó có giá trị khác hẳn với là so với lại giá trị bên ngoài. Đây là phòng khách anh chị ha. Đó. Em điền báo giá luôn nha. Tổng bất động sản mình là đang kẹt tiền. Bán tổng bất động sản mình là 15 tỷ anh chị. Thì theo như anh chị cũng đã biết là dự án nó không giống như cái đất ở ngoài là sổ hồng sổ đỏ ngoài ha. Đây là mua bán theo hợp đồng ha. Hợp đồng của cái chủ đầu tư resort mình. Đó. Không gian đây là tivi này, mình đây phòng khách này. Ngồi để mình coi tivi ở đây ha. Có đàn piano rồi loa để mình hát hò trong không gian ăn uống tiệc tùng của mình ha. Đó. Và đi ra ngoài đây, mình sẽ gặp ngay là hồ bơi, không gian hồ bơi ha, không gian được gọi cái này là cái view đó chị ha. Vừa view hồ bơi nội nội cái villa mình và sử dụng được cái view hồ nhân tạo ha, view của nội khu. Đó. Thì xung quanh cái villa này tất nhiên sẽ có những tiện ích tiện nghi rồi, nhưng mà hiện tại là tiện ích tiện nghi bên này chưa 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 xây dựng xong ha, chưa làm xong. Thì đang là giai đoạn 3 đang làm thôi anh chị. Bên này sẽ có một cái sân bóng mini cho dành cho nít chơi này. Đó, và có những cái hồ nhân tạo để mình chèo thuyền kayak này đó. Thuyền này ha đó. Rất là đã luôn chị, khí hậu cực kỳ mát luôn. Nói chung là không gian xanh ở dưới này thì nhiều hơn là so với lại là xây dựng villa bê tông hóa anh chị ha đó. Nên là khí hậu này luôn luôn ở dưới này mặc dù là nắng gắt nhưng mà vẫn giữ được cái nhiệt độ rất là mát đó. Còn bên ngoài trời thì mình có là cái bếp nướng này và rửa chén rửa đồ ngoài này ha. Đó. Ở đây thì cách cái bãi biển công cộng nha thì khoảng vài trăm mét đây thôi ha, bên này ha. Thì ở ngoài biển bãi tắm công cộng đó sẽ có là cái chợ hải sản tươi sống ở ngoài đó ha. Mình ra đó mình có thể là mình mua đồ tươi sống về đó, mình có thể là đem vào đây mình chế biến ăn uống trong này, vui chơi trong này. Và hoặc nữa mình có thể là mình mua xong mình có thể là thuê người chế biến ở ngoài đó, mình sẽ đem vào đây mình ăn uống trong này cũng được anh chị ha. Đó. Nghỉ dưỡng đúng cách nghỉ dưỡng luôn anh chị. Đó thì ngoài đó sẽ có ngoài ngoài cái resort mình sẽ có những cái công năng ngoài đó ha. Thì bãi tắm công cộng này và quảng trường này, công viên này, vân vân, đầy đủ ngoài đó ha. Còn mình muốn chơi riêng tư thì mình vào đây. Đó. Không gian phía sau rất là mát luôn. Rồi bây giờ em Điền sẽ đi lên lầu nữa ha. Nãy giờ em Điền quay ở phía dưới thôi. Thực sự là quay hết cái villa này cũng mất rất là nhiều thời gian anh chị ha. Đó, những cái bậc thang rất là đẹp. Nói chung là cái nhà mình còn rất là mới anh chị. Mới
hoàn công khoảng hơn một năm đây thôi à. Còn rất là mới. Đây là toilet ở ngoài và có một cái phòng tắm phía trong này ha, có cửa kính trong ngăn cách lại. Và cái phòng ngủ này thì có hai lối đi ha, lối cái cửa này, cái cửa bên này và cái cửa bên này ha, có hai lối đi. Và phía trước đây thì mình có cái view, ở đây là phía trước ban công của mình anh chị ha. Đó. Nhìn xuống là thấy nhà xe này và phía ngoài đường. Thực sự là cái căn villa này rất là đẹp. Nó chuyên về nghỉ dưỡng mà chị. Đa số dưới này thì các cô chú chị mà ở Việt Kiều về thuê rất là nhiều. Về đây nghỉ dưỡng rất là nhiều. Đây là phòng ngủ cho con em chúng ta. Có thể là gia đình mình có những em nhỏ thì có thể ngủ cái phòng này chị ha. Đó. Phòng những em nhỏ này thì không có lắp cửa lùa anh chị, nó có chỉ có cửa sổ mở đây thôi và có khóa an toàn anh chị ha, để tránh trẻ nhỏ leo trèo. Hả? Đó, quạt trần. Cái bất động sản này thì em nghĩ rất là thích hợp cho cô chú chị nào mà muốn về nghỉ dưỡng ở bên Việt Kiều này. À, mà muốn về Việt Nam mỗi lần về thì ở vài tháng thì cái căn này ở rất là hợp lý luôn anh chị. À, vừa nghỉ dưỡng vừa cho thuê ha. Thí dụ mình những lúc mà mình đi qua ra lại nước ngoài đó thì mình có thể là cho người nhà ở lại quản lý kinh doanh hoặc là để lại cho resort quản lý kinh doanh cho mình luôn ha. Đó. Vừa có nguồn thu ha. Nói chung là bất động sản này thì mua về là kinh doanh được liền luôn anh chị ha, ở được liền và kinh doanh được liền luôn. Đây là ban công phía sau ha, view nhìn ra ngoài đó, cây cối về những cái tiểu cảnh này kia của cái resort bố trí rất là chỉnh chu anh chị. Ở bên này có rất là nhiều căn ha, nói chung là cái dãy này rất là nhiều căn và căn ngoài kia thì mấy căn ngoài kia thì có 5 phòng ngủ hết, nhưng mà những căn trong này đa số nhỏ nhất là ít nhất là 3 phòng ngủ. Tủ để đồ này. Này kia. Có 3 phòng ngủ chính và có một phòng ngủ phụ nữa. Hai toilet ở trên này. Hai toilet và hai phòng tắm trên này. Nói chung là cái villa này thì về cái công năng thì đầy đủ rồi anh chị ha, không thiếu gì ha, như một cái ngôi nhà ở bình thường. Và em Điền sẽ mời cô chú chị lui lại phía sau một lần nữa ha, rất là đẹp. Mình có thể là mình gì mình không mình tắm nước biển ngoài đó ha, mình có thể vào đây tắm nước ngọt một lần nữa. Nói chung là nước sẽ được lọc liên tục, rất là sạch sẽ, trong xanh ha. Quay lại cái vấn đề là đưa vào hoạt động ha, kinh doanh ha, thì mình sẽ có hai phương án để mình kinh doanh. Thì cái phương án thứ nhất là mình sẽ tự quản, thứ hai là mình để cho là resort nó quản lý cho mình luôn ha. Tự quản thì mình không nói rồi ha, mình sẽ tự chi trả này kia cho nhân viên của mình này kia, hay là bàn giao cho người nhà mình rồi thì nó không nói rồi. Thì về cái vấn đề mà giao cho resort á, thì nó sẽ có chính sách là chia theo doanh thu sau thuế là tỷ lệ là 64, chủ nhà sẽ được 6 và chủ đầu tư sẽ được 4 ha. Thì trong cái phần 6 của mình phải trích ra 3% trên cái doanh thu đó để mà làm quỹ bảo trì vận hành villa đó. Còn mình tự quản thì mình sẽ tự xử lý hết ha, và hàng năm thì mình sẽ đóng cái tiền gì tiền sẽ bảo dưỡng bảo trì gì đó của villa đó. Thì đó thì gia chủ mình có chia sẻ vậy. Thì cái villa này mà đưa vào hoạt động thì cho thuê khoảng là 1 triệu đến 1 triệu 2 một người, và sức chứa cái villa này thì là 10 lên đến 12 người anh chị ha. Đó, nên là một ngày mình có thể là kiếm full full thì mình có thể kiếm là một ngày 10 đến 12 triệu ha, tùy theo cái lượng khách của mình. Đó thì như gia chủ mình có chia sẻ đó, thì một năm vừa rồi á, thì anh hơn một năm vừa rồi thì anh đã thu về lợi nhuận khoảng là hơn 1 tỷ đồng rồi anh chị. Đó.
Một con số rất là tốt anh chị ha. Biển Hồ Tràm thì khỏi phải nói rồi, em nghĩ tương lai biển Hồ Tràm sẽ phát triển nhiều hơn nữa ha. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên hệ em Điền nha, với số điện thoại là 07886688834, và thậm chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng về cái phần giá luôn anh chị ha. Rồi em Điền cũng xin được cảm ơn cô chú chị đã xem hết video và theo dõi kênh của mình vừa qua, và em Điền cũng xin được dừng video clip tại đây. Hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em Điền. Xin chào.